Chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc máy giặt của hãng Hitachi nội địa Nhật các bác nhé. Con này nó có chức năng giặt và chức năng sấy luôn. Đấy. Công suất sấy và công suất giặt của nó thì là nó sẽ giặt là 11 và sấy 6 kg các bác nhé. Đấy. 11 mà sấy 6. Ngoại hình xung quanh của máy nhá. Đấy. Máy nó rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp đó nhá. Dung tích giặt này thì mình sẽ sử dụng cho gia đình 4 đến 6 người và vô tư thôi nhá. Đấy. Thậm chí hơn nữa vẫn giặt bình thường. Tại vì máy giặt của Nhật nó to lắm các bác ạ. Nhìn nó rất là hầm hố, nó đồ sộ hơn so với máy của mình. Nên là cái chịu lực chịu tải của nó ok hơn. Các bác quan tâm tới con máy này thì các bác alo cho em nhé để em tư vấn thêm cho các bác. Đấy. Lồng giặt còn đẹp keng xe beng. Cực kỳ êm luôn. Bạc đạn zin, tại vì Hitachi thì gần như nó chẳng bao giờ nó hư được cái bạc đạn của nó. Động cơ của nó thì nó quá khỏe rồi. Đấy. Cực kỳ nối đồng với đá. Đấy, từ những hệ thống bơm tưới, tất cả mọi thứ. Phục nhún của nó cũng là một loại bá đạo nhất trong các dòng máy giặt. Cảm ơn tất cả các bác nhé. Các bác quan tâm thì các bác alo cho em nhé. Model là FV110A sản xuất vào năm 2017. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em nhé.